năm tay đua F1 điển trai, sẽ tham gia giải Grand Prix 2020. Không dễ, để chọn ra những tay đua F1 giỏi nhất, nhưng cũng không quá khó, để tìm ra top 5 tay đua điển trai nhất mùa giải 2020. Tay đua nào dưới đây xứng đáng? Được trao giải Nam Vương của chặng đua Formula 1 VinFast Việt Nam Grand Prix năm nay. Jack Leclerc Ferrari, sở hữu cặp lông, mày đầy nam tính, đôi mắt sâu, màu nâu sáng pha ánh lục cuốn hút. Nụ cười hiền lành không kém phần quyến rũ. Chuck Leclerc tay đua sinh năm 1997 đội Ferrari không chỉ sở hữu một cỗ máy chiến đầy sức mạnh mà còn nắm trong tay thứ vũ khí tối thượng thu hút đông đảo cổ động viên nữ. Không chỉ đẹp trai, Leclerc còn là một tay đua cừ khôi, nằm trong top 10 tay đua xuất sắc nhiều năm trở lại đây, tay đua trẻ tuổi từng giành chức vô địch giấy phép 3 Series 2016, và F2, vào năm 2017, và bắt đầu tham gia F1 từ 2018. Năm 2019, Anh, đã giành chiến thắng trên đường đua Bay Gâm, và Italy. Bên cạnh đó, Lơ Lơ còn giành, được Huy chương Pâu, trở thành tay lái trẻ tuổi, và duy nhất không phải của Mercedes giành, được giải này. Carlos Saizia, McLaren anh chàng đẹp trai này khiến nhiều người nghĩ ngay đến những giai điệu Latin dạo dực của Dispacito, tay đua sinh năm 1994 người Tây Ban Nha Carlos Sainz Là chàng lãng tử sở hữu mái tóc bồng bềnh, đôi mắt sâu như đại dương. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp sôi nổi Carlos Sainz chính xác còn là con trai của một vị thần trong làng tốc độ Carlos Sai. Tay đua từng hai lần giành chức vô địch thế giới World Rally Champion, chàng trai con nhà nói này hiện là tay đua của đội McLaren cũng là một trong những tay đua, được đặt nhiều kỳ vọng trong giải đấu 2020. Sergio Perez Racing Point, tay đua Sergio Perez sinh năm 1990, mang quốc tịch Mexico, và hiện là thành viên của đội Mercedes, bảng thi đấu Racing Point. Ở độ tuổi 30, Perez sở hữu vẻ ngoài phong độ, trẻ trung, mà đầy vững chãi với nụ cười thường trực, tay đua người Mexican, đã kết hôn, và, đang là cha của hai nhóc tì đáng yêu, Carola Martinez, người phụ nữ may mắn nắm giữ trái tim của Perez. Thường xuyên đưa cậu con trai đầu lòng tới các đường đua F1 để cổ vũ chồng. Louis Hamilton Mercedes, với kỹ năng chuyên môn lão luyện. Louis Hamilton, được ví như một loại rượu vang hảo hạng, càng có tuổi càng lên hương, trên đường đua. Tay đua người Anh sinh năm 1985, được biết đến nhờ, vào khả năng đọc tình huống xuất thần, và phản ứng nhanh trong tích tắc. Tay đua cử khôi người Anh này cũng là người duy nhất luôn giành chiến thắng ở tất cả mùa giải mà anh tham gia, được đánh giá là tay đua ép một số một mùa giải 2020. Không chỉ, được biết đến với tay lái lụa, Hamilton còn nổi tiếng bởi ngoại hình điển trai không thua gì tài tử. Cùng tình sử rằng giặc với những cô bạn gái nổi tiếng. Anh đóng vai trò đại sứ thương hiệu cho nhiều hãng mỹ phẩm. Thời trang, thức uống tăng lực tên tuổi như L'Oreal, Reebok hay Monster Energy. Daniel Ricciardo Renault. Thành tích tốt nhất của Ricciardo trong mùa giải F1 2019 là về đích thứ tư. Tại trạng Monza Italy, kết quả chung cuộc năm xếp hạng 9. Vẻ ngoài nam tính của tay đua sinh năm 1989 cũng là đề tài, được nhiều fan hâm mộ bàn tán. Tay đua này, từng trải qua mối tình lâu năm với người bạn thời thơ ấu Zemer Boscovic, tuy nhiên, cặp đôi, đã chia tay, vào năm 2016. Sau đó, anh mới chỉ xác nhận hẹn hò với duy nhất Anna Mary Hoppas chuyên viên tổ. Trước sự kiện của Red Bull, Tuy nhiên, có nhiều tin đồn, rằng tay lái mới của Renault đang qua lại với Jessica Gomez, một người mẫu Australia. Trạng đua Formula 1 VinFast Việt Nam Grand Prix sẽ diễn ra từ 3 tháng 4 đến 5 tháng 4 tại Hà Nội. Đây là trạng đua thứ 3 trong giải vô địch thế giới FIAF 1 năm 2020 sau trạng Australia, Bahrain. Đường đua tại Hà Nội có chiều dài 5,607 km với 23 khúc cua độc đáo. Hiện tại, đường đua này hoàn tất thi công toàn bộ 5,607 km và các hạng mục cố định đi kèm. Trạng đua có 3 loại vé chính. Vé doanh nghiệp, vé khán đài, và vé phổ thông. Mỗi loại vé được chia thành 2, 3 hạng với quyền lợi riêng. Cùng với lựa chọn loại vé, khách có thể lựa chọn mua vé 1, 2 ngày hoặc chọn gói 3 ngày với giá khởi điểm từ 700.000 đồng. Bạn hãy tham gia bình luận dưới video về chủ đề này nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.